thiếu vì lý do là cái chương trình rất là dài, và đồng thời đó là chúng tôi cũng biết là có một số nghệ sĩ cũng sẽ phải đi sớm để mà tập cho những cái vở tuồng kế tiếp. Thành thử ra là xin quý vị nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, xin quý vị nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Riêng các anh chị em nghệ sĩ đã có mặt ở đây rồi đó thì xin liên lạc với Phạm Thanh ngay để mà ghi danh cho cái chương trình và tiết mục mà quý vị sẽ biểu diễn tối đêm nay. Chúng tôi xin nhắc lại là những anh chị em nghệ sĩ nào đã có mặt tại nhà hàng Paracel rồi đó thì xin liên lạc với Phạm Thanh ngay bây giờ để mà ghi danh cho cái chương trình và tiết mục mà quý vị sẽ trình diễn tối đêm nay. Và có một điều mà chúng tôi lưu ý chung cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ đó là tối đêm nay vì lý do có rất là nhiều các cái tiết mục, nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình, thành thử ra là mỗi nghệ sĩ thì có thể được xin giới hạn chỉ hát 2 câu hoặc 3 câu mà thôi. Hát 2 câu mà thôi. Thưa quý vị, thay vì hát nguyên cả bài đó thì là các nghệ sĩ có thể giới hạn lại, nhường lại cái phần biểu diễn cho một số anh chị em nghệ sĩ khác. Vì chúng tôi biết là ngày hôm nay thì anh chị em nghệ sĩ nào cũng cố để mà lên hát một bài hát, dù ít dù nhiều, dù một hai câu cũng phải hát để mà dâng lên tổ trong cái ngày vui hôm nay. Tuy nhiên là giới hạn trong 2 câu mà thôi, quý vị không nên hát nguyên bài, và lại càng hạn chế không nên một người mà hát 2-3 bài, vì là cái chuyện đó là xin vị lưu ý cho. Bây giờ chúng tôi xin nhắc lại lần nữa là xin quý vị anh chị em nghệ sĩ nào đã có mặt ở đây liên lạc với Phạm Thanh ngay để mà ghi danh. Và nếu quý vị nào không ghi danh ngay từ bây giờ thì chúng tôi sẽ xếp vào những cái tiết mục cuối theo thứ tự đàng hoàng. Chúng tôi có danh sách thứ tự đây đàng hoàng, ai đã ghi danh rồi, ghi danh trước thì chúng tôi sẽ cho biểu diễn trước. Sẽ không có trường hợp mà đôn lên những người đến trễ mà lại đôn lên để mà hát sớm. Được ra xin vui lòng liên lạc với Hoàng Thanh để ghi danh cái tiết mục mà quý vị sẽ biểu diễn tối đêm nay. Phạm Thanh xin điểm qua một số những cái tiết mục chương trình tối đêm nay. Quý vị nào có thắc mắc thì gặp chúng tôi giải quyết ngay từ bây giờ. Và cũng để tiện cho quý vị khán giả có thể tìm theo dõi. Cái này thì chúng ta không có gì phải giữ bí mật hết. Thành thử ra là sẽ đọc những cái sách, những cái chương trình mà quý vị sẽ theo dõi. Đầu tiên chương trình ngày hôm nay sẽ là phần mở màn với một cái bài hát rất là hay, đó là bài Dạ Cổ Hoài Lan với phần trình bày của Tuấn Phong, Xuân Mỹ, Vĩnh Khang, Đảnh Chân. Thấy đọc tên thiếu tên hay là có gì sai thì xin sửa chữa ngay từ bây giờ. Kế tiếp là lời cảm tạ của trưởng đoàn nghệ thuật sân khấu Văn Lang, chị Mai Chân. Thứ ba là phần múa lân của đoàn Lân Phật giáo Hòa Hảo, và mở ngoặc có phần lì xì nữa. Đừng quên nha. Phần thứ tư đó là nghi thức dỗ tổ. Chúng tôi sẽ mời tất cả anh chị em nghệ sĩ lên để mà thắp hương. Trong đó thì chúng tôi sẽ mời hai nghệ sĩ Hương Quyền và Ngọc Tráng lên trước, đại diện cho các nghệ sĩ lão thành, để mà thắp hương trước bàn thờ tổ, và sau đó lần lượt các anh chị em nghệ sĩ khác sẽ lên thắp hương. Thứ năm là phát biểu của giáo sư Trần Văn Chi và giáo sư Nguyễn Thanh Giàu, mở ngoặc nếu giáo sư Giàu vẫn còn ở đây. Thứ sáu, nghệ sĩ Thanh Vũ sẽ hát bài, chúng tôi chưa thấy nghệ sĩ Thanh Vũ có mặt ở đây. Thứ bảy, nghệ sĩ Hồng Mai sẽ hát bài Phận Tơ Tầm. Và kế tiếp, Tuấn Phong, Thanh Kim Mỹ, Ngọc Đáng sẽ hát bài Thần Nữ Dân Ngủ. Và thứ chín có đây chưa ạ?
Anh Thái chưa mà nghệ sĩ nào mà cái chương trình đồ lại phía sau nha, để giờ dồn vụ chúng tôi thấy đây. Kế tiếp là chúng ta sẽ hay với bài Free và Minh Cảnh Em với bài Chiều Mưa Anh Về, và Triệu Hưng sẽ hát bài hát Nửa Vầng Trăng, và sau đó là Phương Hồng Chi. Phương Hồng Chi có đây không ạ? Có quý vị nào tên Phương Hồng Chi có ghi danh trong đây mà chúng tôi chưa thấy có mặt, xin liên lạc với Phạm Thanh để biết cho biết tiết mục. Thứ 13 chúng ta có Hoàng Nga và Minh Cảnh Em sẽ hát bài Chuyện Tình Lan và Điệp. Không có. Thứ 14 là phần trình diễn của Việt Thu và Bích Thuận với bài Hai Vì Sao Lạ. Thứ 15 là Quốc Hải với bài Bông Ô Môi. Tôi phải đọc lên như vậy để lỡ quý vị nào mà ghi danh mà trùng cái tiết mục của bạn mình đó thì mình sẽ hát bài khác nha. Thứ 16 là Triệu Mỹ Ngân sẽ hát hai câu Chúc Kỷ Niệm Buồn. Và số 17 là Anh Xuân sẽ hát bài Tôi Đưa Em Sang Sông. Như vậy cho tới giờ phút này thì không ai trùng ai hết. Quý vị nào chưa ghi danh thì liên lạc với Phạm Thanh ghi danh cái chương trình tiết mục quý vị sẽ biểu diễn. Tiếp tục chương trình thưa quý vị, tiết mục thứ 18 Thảo Hiền với liên khúc giọng Kim Lan, Minh Hùng với bài Tình Anh Lính Chiến và Vĩnh Khang với bài Làm Thân Viễn Xứ. Vì nào muốn ghi danh tiếp thì xin liên lạc Phạm Thanh. Và tiếp tục chúng tôi update một số những cái tiết mục kế tiếp thưa quý vị. Thành Nhân với bài Giọng Cổ, Giọng Cố Hương, ca sĩ Kỳ Phong với bài Mẹ Tôi, Xuân Mỹ với bài, Quốc Hải với bài Hái Chậm Hoa Rừng.
Chúng tôi xin mời quý vị quan khách xin ổn định chỗ ngồi. Chương trình chúng ta sẽ bắt đầu trong một vài phút nữa.
để cho bây giờ là tinh dục, tinh dục là cho phụ nữ, nó là bạn của tôi, bạn trên nghề nghiệp, nhưng mà nó là dưới, nó là chiếc vật cao. Alo 1 2 3 4. Thưa quý vị, chúng tôi thấy là phía trên này còn 1 2 bàn khách chưa có đến đủ. Thành thử ra là tôi xin vui lòng quý vị chờ thêm đôi phút nữa. Trong khi chờ đợi kể chuyện dăm ba chuyện ở ngoài cho nó vui. Cái chuyện mà gần đây nhất, bởi vì biết là mà chúng ta vừa qua đó là ngày thứ 6 ngày 13 vừa qua, có biết không quý vị? Thứ 6 ngày 13 vừa qua thì là nhiều người tin rằng là cái ngày đó ngày xui xẻo, không có được may mắn. Thì mình cũng ra để ý nhiều lần,